Con chào thầy ạ. Con muốn hỏi thầy một câu là con phải làm như thế nào để cha mẹ con được hạnh phúc ạ? Câu hỏi đó rộng quá, lớn quá. Con có thể cụ thể hơn không? Cha mẹ con có cãi lộn nhau không? Cha mẹ con không ạ. Cha mẹ con có khổ nhau không? Ba có nhậu rượu không? Mẹ có bị thượng cắn chân hạ cắn tay không? Cha mẹ có bị trầm cảm không? Có bị buồn phiền không? Nếu không có điều đó thì cha mẹ con đã được hạnh phúc gì lo chứ nữa con. Để cha mẹ được hạnh phúc đó, thì có bốn điều cần phải làm. Thứ nhất, khi còn là tuổi học sinh và sinh viên, các con hãy trở thành là con ngoan trò giỏi, tức là nỗ lực đúng phương pháp, nỗ lực hết mình để cho cha mẹ hãnh diện tự hào có được một đứa con ngoan. Đó là báo hiếu thiết thực đó. Thứ hai, ở cái tuổi tốt nghiệp và khi lập nghiệp, các con không nên tiếp tục dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ. Mặc dù các con được quyền tiếp nhận sự hỗ trợ tích cực, hỗ trợ vốn, hỗ trợ tri thức, hỗ trợ kinh nghiệm, hỗ trợ quan hệ xã hội và nhiều hỗ trợ khác, thì tận dụng các hỗ trợ đó để thành công, thì làm được như thế các con đã mang lại hạnh phúc cho cha mẹ rồi. Thứ ba, chia sẻ phước báo từ tiền lương và thành quả lao động chân chính của mình cho cha mẹ. Mặc dù cha mẹ phần lớn là không màng đến điều đó, nhưng nếu các con làm được điều đó thì cha mẹ thấy rất rõ là các con có hiếu, không chỉ về tinh thần mà còn vật chất. Thứ tư, có đóng góp lớn, có thành công lớn, có giá trị lớn cho xã hội, cho quốc gia, thì điều cha mẹ phần lớn đều muốn, đều hãnh diện tự hào. Thứ năm, nếu cha mẹ chưa là Phật tử, hãy nỗ lực bằng mọi cách để giúp cho cha mẹ làm Phật tử. Độ người thân là rất khó. Nếu cha mẹ là giới trí thức thì các con hãy tặng cho cha mẹ quyển cuốn sách như là những quyển kinh của thầy dịch, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật căn bản. Thầy có đến 80 quyển sách và xuất bản sách của người khác khoảng 250 quyển. Các con giới thiệu đường link cho cha mẹ vào đọc. Thầy có làm cái app ở trong iPhone và smartphone. Chỉ cần gõ chữ Thích Nhật Từ ở trong cái mục tìm kiếm ở app, để xuất hiện kinh sách Thích Nhật Từ, thì trong đó có 60 quyển sách miễn phí, có thể đọc thoải mái. Nghĩa là nếu cha mẹ là giới trí thức thì giới thiệu đạo Phật qua góc độ khoa học, xã hội học, đạo đức học, thì cha mẹ sẽ cảm thấy thích thú. Nếu cha mẹ là người vô thần, tức là không tin vào tôn giáo, chỉ tin vào triết học Mác Lênin, thì giới thiệu triết học Phật giáo, các con có thể giới thiệu hai loạt bài giảng của thầy, đó là dẫn nhập triết học Phật giáo gồm có 18 bài, Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa gồm có 17 bài, hay là Phật giáo cho người bắt đầu gồm có 15 bài, và Google gõ những từ khóa đó sẽ ra hết. Thì giới trí thức vô thần đó sẽ bội phục Đức Phật rằng những vấn đề mà các bác và Lenin nỗ lực làm trong thời đại của các ông ấy, Đức Phật đã nói trước mấy chục thế kỷ rồi, đã làm trước những ông ấy rồi và thành công hơn rất nhiều lần, chứ không dừng lại ở phương diện lý thuyết. Nếu cha mẹ khổ đau về cảm xúc thì giúp cha mẹ vượt qua để có tinh thần lạc quan, năng động, yêu đời. Nếu cho bạn nghiền phim kiếm hiệp, phim nhiều tập, phim tình cảm dài dòng như là tình cảm Trung Quốc, tình cảm Hàn Quốc hay tình cảm của Ấn Độ, thì khuyên cha mẹ từ bỏ chúng, tìm kiếm niềm vui thay thế tích cực. Và nếu như mình không đủ sức làm việc đó thì nhờ các thầy các sư cô ở các chùa có kinh nghiệm làm việc này, chúng ta cung cấp những thông tin đó trước,
Khi cha mẹ được dẫn đến thì các thầy các sư cô nói như là đi ở trong trong ruột của cha mẹ mình, thì tự động cha mẹ bội phục và nỗ lực làm theo. Đó là những cách thiết thực giúp cho cha mẹ được hạnh phúc ở kiếp này và tiếp tục hạnh phúc ở kiếp sau. Chúc con được thành công.